Mình xin mến chào các bạn à. Hôm nay anh em mình bắt đầu lên cụ nhậu đó, mời ở Hảo Đức nha các bạn. Hảo Đức khu vực này ở Bến Trường. Xe đầu đường tới. Xe tới luôn các bạn. Xe bắt đầu ôm cua chuyển dầm nha các bạn. Xe bắt đầu chuẩn bị tới các bạn. Chuẩn bị ra đám nha các bạn. Xe chuẩn bị ra đám nha các bạn. Nay đất khô cứng. Nấu dùng đất nó cứng. Nó mời những sát đường cứng lắm các bạn. Đường đất này cứng lắm, nãy ra không cắt gì các bạn. Đất thì rất khô cứng. Đất này ở Bến Trường Hảo Đức nha các bạn. Tới chuẩn bị ra đám luôn các bạn. Trái dây điện. Chuẩn bị ra khỏi đám luôn các bạn. Giờ là còn lời đóng cuối cùng nữa các bạn. Xong luôn rồi. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn.
nó bắt đầu ra đám đi nha các bạn.